chỗ này sóng to lắm đấy. Có lạnh không? Để nó đang cái thôi, mẹ cái gì cũng nhẹ tâm. Ôi rét à. Có nước đây. Không cho nó đi thì cái thằng kia này nó đến khổ với nó. Đi muộn gió to lắm Trinh ạ. Cây này nhìn sóng dã man chưa. Lạnh đấy, nhưng mà nó đòi đi thì cho nó đi đi. Nó đi học thêm về bắt đầu mới cho nó đi. Nó chào bà Bằng nhá. Này sóng to lắm bạn. Tối lên đèn rồi mà vẫn còn nắng đấy.
Vâng. Em tính làm gì có chuyện đi này bà. Thôi đi về đi, người ta về hết rồi này, đi về thôi. Về đi. Về thôi. Về đi con ơi. Thôi về đi rồi. Lên lấy đồ ăn ăn đi rồi con đây. Lại đi ra tắm đi. Thôi thì xách về để về ăn xong. Đi ra lấy đồ đi rồi. Về tắm lên trên kia tắm xong rồi bắt đầu về ăn. Đồ đằng kia cơ mà. Trời ơi, nó sóng nó to. Kinh quá lắm. Ý, sóng này mà nó lôi ra thì chết. Bây giờ cái sóng này nó lôi đứng như này mà nó còn lôi chân ra, còn muốn ngã luôn. À, sóng cứ bảo sao không chết. Ủa, thì con đi, không có đi được, đúng rồi, nó cứ bị chạm. Sóng nó to này gì nó chả lôi ra. Nhìn ghê luôn. Thôi chạy lên tắm đi. Lạnh không? Đưa mẹ cầm khoai cho nào. Mẹ tươi, mấy tay mà ăn. Rồi. Để tắm đi, mẹ lấy quần áo cho. Không những teo mà còn son lại. Thế mà gọi còn chưa muốn về đâu. Vào tắm đi rồi mẹ lấy quần áo cho. Giờ Linh con xả ngay ngoài ở không? Bước chân vào đây cái đã cho nó khỏi sạch cát đi đã. Ôi trời. Tắm trong buồng tắm này. Tắm luôn đi, quần áo mẹ mang cho đây để mặc luôn. Có khăn rồi đấy. Cái kia cứ mở những cái nhà tắm ra con tắm. Ừ được. Mà tắm đấy mày được rồi. Tắm đi. Buổi sáng thì lại là kia kìa. Cái kia dưới kia phòng nó sáng ra lên kia. Dưới kia phòng nó sáng ra kia. Ra Linh. Tắm đấy khử trùng được không? Chạy dưới kia tắm xả nước rồi không hả? Đấy chạy xuống mấy cái phòng dưới này. Đóng cửa vào xả nước đi, mày lấy quần áo thôi.